Truyện tích thứ 94, chuỗi hạt mân côi với nữ chân phước Arida. Nếu chúng ta đọc hết cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm của nữ chân phước Arida, thì chúng ta mới thấy đúng là sự huyền nhiệm của Thiên Chúa khi muốn tỏ cho nhân loại biết cả cuộc đời Đức Mẹ như thế nào. Vì từ trước đến nay, nhiều người, nhiều phe phái nổi lên chống đối Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Người thì cho Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ chỉ sinh Đức Chúa Giêsu về phương diện loài người. Người thì cho Đức Mẹ cũng là con cháu Adam và Eva, thì tất nhiên phải mắc tội tổ tông. Người thì cho Đức Mẹ chỉ đồng trinh khi sinh ra Đức Chúa Giêsu. Người thì cho Đức Mẹ khi chết cũng như mọi người, không được ơn hồn xác lên trời. Bấy nhiêu giả thuyết đều xúc phạm đến Đức Mẹ. Vậy khi ta đọc cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm của chân phước Arida, thì chúng ta mới thấy tất cả sự thật về Đức Mẹ. Ngay khi cuốn sách của chân phước được phát hành, đã có nhiều phe nổi lên chống phá dữ dội. Họ cho đây là một cuốn sách do óc tưởng tượng của bà Arida. Nhiều nhà thần học cũng đã viết bài chống đối. Nhưng việc Chúa và Đức Mẹ đã làm thì không có một sức mạnh nào chống phá được. Vậy tại sao Đức Mẹ bị chống đối dữ dằn như vậy? Trước hết, cuộc đời Đức Mẹ bị che khuất quá nhiều trong bóng im lặng. Phúc âm rất ít nói về Đức Mẹ, ngoài một hai chi tiết có liên quan đến cuộc đời Đức Chúa Giêsu. Đến nỗi Thánh Louis Marie Rignan de Montfort đã phải nói: qua phúc âm ta chẳng biết gì về Đức Mẹ cả, nhưng biết Đức Mẹ sinh ra bao giờ, chết khi nào. Nhiều nhà thần học, giáo phụ đã viết rất nhiều sách đề cao giá trị Đức Mẹ, nhưng tất cả chỉ là sản phẩm của con người, không đáp ứng được lòng mong muốn của các con cái Đức Mẹ. Chính Thiên Chúa và Đức Mẹ cũng muốn tỏ ra cho nhân loại biết tất cả sự thật về Đức Mẹ. Cho nên vào thế kỷ thứ 17, Mẹ đã được Thiên Chúa cho phép bày tỏ cả cuộc đời của Mẹ trong một cuộc mặc khải tư với nữ tu dòng Thánh Laura. Bà ấy là bà đáng kính Maria Arida, sinh ngày 2 tháng 4 năm 1602 tại một thị trấn nhỏ trong nước Tây Ban Nha. Maria Arida từ nhỏ trong sạch, sốt sáng như một thiên thần. Ma quỷ hằng quấy phá bà đêm ngày. Năm lên 25 tuổi, bà đã làm đan viện mới trong một tu viện mà đã tổ chức. Đức Mẹ đã ban cho bà nhiều ơn lạ và cho bà biết tất cả cuộc đời thực sự của Đức Mẹ. Đức Mẹ nói với bà: Mẹ muốn rằng khi con còn sống ở cuộc đời buồn thảm này, con hãy viết và thuật lại cuộc đời Mẹ để làm nơi nương ẩn cho họ trong một đôn thành huyền bí, Mystica Civitas. Bà đã vâng lời Đức Mẹ và đã viết tất cả điều được Đức Mẹ mặc khải. Khi viết xong được tâu lên hoàng đế nước Tây Ban Nha, vua cho sao ngay lại một bản để làm kỷ niệm. Còn bản thảo đã được đốt đi theo lệnh cha giải tội tạm thời, vì ông này cho là truyện hư cấu. Đến khi cha giải tội chính thức của bà về, thì lại yêu cầu bà phải viết một bản khác. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria lại hiện ra với bà và bảo: con hãy cố gắng viết lại lần thứ hai này và bổ túc thêm, Mẹ sẽ chúc lành cho con. Vâng lời, bà lại đã viết một bản khác. Đến khi đem so sánh đối chiếu với bản cũ của nhà vua còn giữ lại, thấy trùng hợp lạ lùng, dòng Thánh Phanxicô liền cho triệu tập các nhà thần học để khảo sát, thì đều xác nhận là đúng. Sau đó nhà dòng đã ủy nhiệm cho cha Samaniego đứng ra xuất bản, lấy tên là Thần Đô Huyền Nhiệm. Thánh Bộ Lễ Nghi cho phép tiến hành thủ tục tra án phong chân phước và hiển thánh cho bà Maria Arida. Giáo hội đã minh nhiên khuyến khích đọc và tin cuộc đời Đức Mẹ Maria qua mặc khải cho bà chân phước Arida. Chính Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 cũng khuyến khích đọc tài liệu của bà Arida theo tông sách Accorli
Rizinam ngày 11 tháng 10 năm 1954. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 14 còn ra hai sắc lệnh năm 1754 và 1757, xác nhận cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm là có các cơ sở chân lý. Sau khi khảo cứu đề tài này, chúng tôi được biết bà Trân Phước Maria Areda rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Bà lần chuỗi mân coi hầu như suốt ngày, cho nên có lần Đức Mẹ đã hiện ra với người và phán bảo nhiều điều bí mật. Bà nói, tôi thấy Đức Mẹ rất đẹp đẽ. Nếu không có ánh sáng đức tin, tôi đã nhìn nhận Mẹ là Thiên Chúa. Vậy, theo nguyên tắc các thánh đề ra, thì chỉ có ai có lòng sùng mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi thì mới được Đức Mẹ hiện ra như thế. Mà muốn được như thế thì cần phải năng lần chuỗi mân côi. Lời bàn, khảo cứu trong lịch sử hội thánh cũng như các truyện tích về Đức Mẹ thì chúng ta thấy rằng hễ ai có lòng kính mến Đức Mẹ càng nhiều thì càng năng lần chuỗi mân côi. Cho nên hình như Đức Mẹ chỉ hiện ra với những đối tượng nào mà Đức Mẹ thấy năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Cha Thánh Padre Pio Năm Dấu, Cha Thánh Joan Vianney, Cha Trần Lục ở Phát Diệm, v.v. đều là những người tuyệt đối có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi, thì Đức Mẹ đã ban cho các ngài làm những công việc lớn lao như vậy. Trân Phước Areda đã nhiều lần bị chống đối dữ dội. Người ta cho chuyện bà viết là hư cấu theo óc tưởng tượng, tưởng rằng sẽ bị thất bại. Nhưng việc Thiên Chúa và Đức Mẹ làm thì không ai chối cãi được. Sau khi khảo cứu thật kỹ lưỡng, Giáo hội Hoa Kỳ đã công nhận cuốn sách thật có đầy đủ chân lý và ý nghĩa cao siêu, có tinh thần học rất cao và hoàn toàn do linh ứng của Thất Thánh Chúa Thánh Thần với nữ Trân Phước Areda vậy, cho nên cho phép được in và phổ biến khắp nơi trong Giáo hội Hoa Kỳ. Amen.